Chào các bạn. Hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về một vấn đề rất là cơ bản trong âm nhạc và làm sao đó để chúng ta hiểu nhanh nhất một bản nhạc. Đó là về vấn đề số chỉ nhịp. Mà số chỉ nhịp rất là quyết định trong cái chuyện bản nhạc đó được diễn ra như thế nào. Chúng ta thường thấy là sau khóa son hay khóa pha của bản nhạc, đúng không ạ? Ví dụ khóa son chẳng hạn. Sau khóa son thường có số 24, ví dụ như vậy. Vậy thì cái số 24 này chúng ta sẽ hiểu nó như thế nào. Đấy, thì đây chính là cái gọi là số chỉ nhịp. Thế 24 có nghĩa là gì? Là trong một ô nhịp sẽ có hai phách. Đấy. Sẽ có hai phách. Vâng. Thế còn 4 nghĩa là gì? 4 là giá trị thời gian của mỗi phách được bằng một phần bao nhiêu của nốt tròn, tức là đây là bằng số 4. Có nghĩa là giá trị của mỗi một phách trôi đi sẽ bằng là nốt tròn chia cho 4. Đấy, như này. Hay nói khác, mỗi phách sẽ bằng là một nốt đen. Đấy. Vậy với ô nhịp 24 thì trong một ô nhịp chúng ta sẽ có hai phách 24 thì chúng ta sẽ có hai phách chẳng hạn, nó lúc đó sẽ bằng là hai nốt đen. Đấy, hai nốt đen. Mỗi phách tôi biểu tượng như thế này. Đấy, hoặc chúng ta có thể có bốn nốt đơn như thế này. Vân vân, miễn làm sao chúng ta cộng lại sẽ được đủ hai phách, hay là mỗi phách bằng một nốt đen. Đấy. Với tôi lại làm một cái ví dụ khác về chuyện ô nhịp này. Vâng, ví dụ như bây giờ chúng ta lại là nhịp 3-4 chẳng hạn, đúng không ạ? Nhịp 3-4. Thì bây giờ 3-4 có nghĩa là gì? Chúng ta lại sẽ có mỗi ô nhịp có 3 phách, đúng không ạ? 3 phách sẽ có 1, 2, 3 phách như thế này. Và mỗi một phách sẽ bằng một nốt đen. Đấy, tức là bằng 1 phần 4 của nốt tròn, đúng không ạ? Vậy chúng ta cũng có thể có 3 nốt đen như này. Hoặc chúng ta cũng có thể có 6 nốt đơn, hoặc chúng ta cũng có thể kể cả là chấm dật như thế này. Đấy, vân vân. Cái này cũng có thể là đại chấm dật, rồi thậm chí ở đây có thể là 4 nốt móc kép như thế này. Miễn làm sao là chúng ta có được tổng số lại của cái ô nhịp này bằng 3 nốt đen. Đấy, thì là chúng ta có được cái số chỉ nhịp 3-4, chúng ta hiểu như vậy. Một ví dụ khác nữa để chúng ta hình dung là chẳng hạn như chúng ta có nhịp 4-4, là nhịp mà rất hay dùng, là 4-4 như thế này. Và tôi mở ngoặc thêm là nhịp 4-4 người ta còn hay viết được chữ C nữa, đúng không ạ? Chữ C cũng có nghĩa là nhịp 4-4 như thế này. Thì nhịp 4-4 cũng có thể chúng ta sẽ có như thế này. 4 nốt móc đơn thì đã được hai phách rồi, đúng không ạ? Thế sau đó chúng ta có thể có 1, 2, 3, 4 như này. Một chung 4 này thì có giá trị là một nốt đen nữa. Rồi chúng ta có một nốt đen đằng sau này nữa, chẳng hạn. Ví dụ như vậy. Thì tổng số chúng ta có ở chỗ này, chúng ta cũng có 4 phách. 1, 2, 3, 4. Thì có nghĩa đấy là nhịp 4, 4. Vâng. Thế một cái nữa mà chúng ta cũng có thể gặp đó là nhịp 3, 8 hay 6, 8. Thì chúng ta lại hiểu nó một cách đơn giản như sau. Ví dụ là 3, 8. Thì lúc này chúng ta hiểu cứ số phía trên tức là chỉ số lượng phách, đúng không ạ? Số lượng phách. Tôi viết nhanh. Vâng, số lượng phách thì ở đây 3, 4 tức là sẽ có 3 phách. À xin lỗi, đây là 3, 8, chúng ta sẽ có 3 phách. Đấy, sẽ có 3 phách. 8 có nghĩa rằng là chúng ta lấy nốt tròn chia cho 8. Một nốt tròn chia cho 8 thì chúng ta sẽ bằng một nốt móc đơn. Đấy, chẳng nốt móc đơn. Vậy 3, 8 có nghĩa là trong một ô nhịp chúng ta sẽ có 3 nốt đơn như thế này. Đấy. Đấy. Vậy nếu mà 6-8 tức là chúng ta lúc đó sẽ có là thêm, ví dụ ở đây là chuyển thành 6 thì chúng ta lại có thêm như này, đúng không ạ? Đấy. Ví dụ như vậy thì lại có 6 nốt móc đơn ở đây. Đấy. Tôi muốn chia sẻ với các bạn và tôi muốn nhấn mạnh lại về cái chuyện số chỉ nhịp. Số chỉ nhịp luôn luôn có hai số. Số phía trên là xác định được số lượng phách ở trong ô nhịp. Có thể là 3 phách, 4 phách hoặc là 6 phách. Đấy, đấy là số lượng phách trong ô nhịp. Còn số phía dưới xác định là giá trị thời gian của mỗi phách bằng một phần, có thể là 1 phần 2 hoặc có thể 1 phần 4 hoặc có thể là 1 phần 8 của một nốt tròn. Hay nói cách khác là nếu 1 phần 2 tức là nó có thể là bằng một nốt trắng. 1 phần 4 có nghĩa là nó có thể bằng một nốt đen. Và 1 phần 8 có nghĩa là nó có thể bằng một nốt móc đơn. Vâng. Qua một cái sự chia sẻ ngắn của tôi vừa rồi, tôi hy vọng các bạn đã hiểu được về số chỉ nhịp
Và khi chúng ta nhìn vào một bản nhạc, chúng ta sẽ hiểu ngay là trong mỗi ô nhịp của bản nhạc này nó được diễn ra như thế nào, và tổng số lượng phách là bao nhiêu và giá trị của mỗi phách như thế nào, để chúng ta có thể dựng nhanh được về phần tiết tấu của bài. Cảm ơn các bạn.